cái Bát Nhã này là cái bước đầu khởi sự, Kim Cang Bát Nhã là cái thứ nhì để vô được chân thiền. Kim Cang Bát Nhã là cái khảo thật trần, vô chân thiền phải là thật đạo mới thấy được sự từ bi khi mà được khảo đấy đó. Dạ thầy, cho con hỏi cũng như thời mạt pháp này được hiểu có phải là pháp đã mạt không, để còn pháp môn nào để mà tu cái thời mạt pháp này? Nếu mà gọi là thời mạt pháp, vì cái thời này nó vào trong cái chỗ chuyển biến lớn, cái chỗ mà cho mọi người ai cũng được đều hưởng phước, nó không còn cái sự tu hành như xưa, không cầu tha thiết như trước, cho nên gọi là mạt pháp chứ không phải là pháp mà nó tàn như ý nghĩ người trước. Tức là bây giờ có kinh sách sẵn, có lối sẵn mà ít người tu, vì thời này là phước ai nấy hưởng đầy đủ, cho nên hưởng phước cho mãn chứ không có lo tu. Hỏi câu đó là hiện giờ trên cộng đồng mạng cũng đang cũng như là người ta tranh với nhau, cũng như là người ta hỏi là bên Phật Mẫu Cha Ngọc Hoàng và bên Phật thì bên nào lớn và bên nào thấp, hay là cùng bằng hoặc như thế nào đó, thầy có thể giải thích không? Cha Ngọc Hoàng với mẹ Phật Mẫu lớn hơn Phật hay là Phật lớn hơn Cha Ngọc Hoàng mẹ Phật Mẫu? Cái giống như đứa trẻ nó muốn đóng một vở kịch, nó cái tư tưởng lớn thì là nó lớn, tư tưởng nhỏ sẽ nhỏ. Cái trẻ nó muốn đóng ông bà cha mẹ thì nó đóng lớn được, không, nó không chịu nhỏ đâu. Tức là tùy theo cái tâm mà hướng. Còn theo quy luật, từ cái sơ cơ bước vào trong mở tìm cái thiện tánh thì cũng phải học Phật, tức là học ban đầu. Nhưng mà cái pháp Phật từ đâu ra? Từ thanh tịnh của Phật mà ra, chứ không, Phật không có nói ra là khẩu. Phật không nói ra khẩu bởi ông nói là ông chưa nói lời nào, mà ông truyền pháp qua chỗ thanh tịnh, xúc cái linh tánh để mà truyền trực tâm qua đệ tử. Cho nên học Phật để thấy rõ mình, rồi tìm về cội gốc mà thấy thật tình, mà gọi là tình, gọi là coi như là chư thiên, tức là tình mẫu thiên đó, tức là mình thấy cái sự rung động lớn. Mà cái câu A Di Đà đó là tượng trưng cho một cái cõi giới, nhưng mà nó liền với chư thiên. Nếu ai niệm Phật liền chư thiên mà trợ giúp thì cái từ bi lệ rời lệ cái gì từ bi lệ 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 rời lệ tuôn đó, tức là niệm khi nào tuôn lệ, tức là đã thức tỉnh được cái linh tánh, đã mở được tâm ngay đó. Cho nên là đạo pháp, con người thì hay nghi hay chấp, mà có nhiều người gọi là Phật nói là cống cao ngã mạn, vừa là coi như là cái ngã tôn ngã tánh đó, thì không tìm thấy đạo. Cho nên cũng trong đạo thường vừa là cái ý tưởng chấp đúng sai, còn đạo mình muốn đến thật sự không có đúng sai, mà mình đang đợi duyên. Cứ thường lập tịnh đại tịnh, tức là thanh tịnh như biển, thanh tịnh đại hải chung Bồ Tát, tức là mình phải lập thế nào mà mình thấy cái sự từ bi, như làm như đó, chỉ đứng tâm này là trời đất sắp đặt, là cái tâm đã có cái Bồ Tát, là có Phật rồi, có Phật mới minh, rồi có trên Phật nữa, tức là cái sự tình thương lớn trên Phật nha, tình thương lớn thì mới làm Bồ Tát, làm Bồ Tát mới đi đến những cái cứu khổ. Còn đạo quy luật đạo, vì cái nhân duyên nó có cái từ cái vô thủy, tức là có căn ấy, là trên chuyển ý thẳng xuống để mà mở lối,
còn ở dưới Ta Bà lội ngược dòng là phải tì tụng để tìm lại lối trở về lên trên. Cho nên cái phần nào mà đi từ căn duyên nào thì thấy đó trước tiên, à thì thấy đó lớn, đúng không? Còn mình á, thì nếu mà hiểu được thì không lớn không nhỏ, không lớn không nhỏ, vì nó theo xoay chuyển của quy luật vũ trụ là khởi đầu và cuối cùng là một, nó một cái chỗ thanh tịnh mà thôi. Thanh tịnh là thấy rõ hết đó, từ một đến đến không, đến không là coi như là cái tâm khởi khởi sự. Thì từ một đến không, một đi trước là lớn đó, nhưng mà đến không, đến không rồi, nếu mà một lớn rồi không á, không khởi sự lại thì không cũng lớn hơn một. Chứ không để trước số 1 thì nó có, số 1 nó nhỏ xíu. Mà số 0 để sau số 1 là nó tới 10. Cho nên cái tâm mình á, là muốn định trước, tức là mình đã đi trước. Mà ý là muốn, con muốn thầy nói cũng như là cũng như từ vô thủy không tạo ra trời đất này đó, trời đất tạo thì ra. Cái linh khí này đã là cha với mẹ tạo rồi, thì cũng như thì con muốn thầy nói cho chúng sanh biết để mà kính cha với mẹ. Ai là người lớn nhất? Có Phật phải phải Phật là lớn nhất không? Phật lớn nhất là cha Ngọc Hoàng, Ngũ Hoàng lớn. Theo nhất. Cái chân của Phật thấy thì Phật nói là Phật vương lớn, nhưng thực tế ra nói với những đệ tử Phật thôi. Còn cái lớn của mà cái thế gian này là vạn vật là do hư không tạo, do trời đất tạo. Cho nên trời có thể tạo ra vạn vật, trời có thể mà biến ra cái tình thương lớn như mẫu á, là mới tạo ra cái sự sinh, sinh ra địa cầu, sinh ra muôn loài, sinh ra những cái sự mà sinh dưỡng. Cho nên á, khi trình độ đã già thì coi như thấy rõ, cũng như Phật nói đó, đệ tử Phật á, mà nó già nhưng mà cái linh tánh nó trẻ. Cho nên á, con trẻ, con già mà cha trẻ, Phật nói trong kinh Đại Thừa, con già mà cha trẻ, tức là già sống thế gian nhưng cái linh hồn á, chưa mở, chưa hiểu biết nhưng còn trẻ mộng. Với nhiều người là cái tánh già nhưng mà sống lâu năm, trẻ giống như đứa trẻ mà sống lâu năm với thế gian thôi, à, đứa trẻ mà sống lâu năm. Còn mà có người già, tức là những vị Phật, những vị minh trí mới đẻ ra đã biết, à, cho nên không không lớn không nhỏ. Nhưng mà cái quy luật nó là đạo trời, trời đất sinh ra, tạo hóa sinh ra. Thì cái đó kể cả Phật cũng nằm trong con người, loài người sinh ra cũng có một cái chỗ mà trước Phật nữa. Vì cái Phật này trước Phật, nhưng mà mình nói cái chỗ này là nó không có rõ ràng, là trước thân của Phật, à trước thân của Phật. Vì Phật là nó có muôn muôn vạn thân, trên địa cầu này có đất địa nào đều có thân Phật ở đó, à, cho nên á, là Phật muốn thể hiện cho thân nào mà yên tịnh thì tự thành, thì Phật phóng quang ngay đó để được lập thành cái thân thanh tịnh. Thanh tịnh là thân Phật, thanh tịnh là Niết Bàn. Cho nên á, thì Phật thấy lớn là trong kinh giảng á, là cái lớn của Phật thì Phật cũng có cái được phép cái bản ngã, à, Phật được phép bản ngã, tức là trong cái câu mà của mà Đản Sanh đó đó, cái câu mà của Phật nói, Phật Thích Ca nói chỗ Đản Sanh đó đó, tức là cái câu đó là được ngã, vì được quyền đại diện để xuống mà lập cái ngôi thiện lành tại đất Ta Bà để dưỡng cho chúng sanh được vừa là minh sáng mà hòa sự hòa đồng mà sống yên ổn của cái thế gian. Cho nên á, Phật đại diện thôi, đại diện cho trời, cho pha, cho cái những cái cổ hư, cổ hư không á, cổ Phật đó, chứ không phải là ông nói lớn này mà con người hay mê lầm. Cái sự này gọi là sự mê lầm của thế gian thôi. Còn tùy duyên, tùy minh, tùy nghiệp
tiền nghiệp sự đó đó mà chưa đắc cho đắc, chưa gọi là đạt á, mà định sai, tức là cái đó cái nghiệp khẩu ý đã dính vô rồi, địa ngục. Cho nên quy luật địa ngục Phật cũng có nói, cho nên tùy duyên tùy minh, không đúng chẳng sai, mà duyên ai nấy đạt. Nhưng mà khi á, mỗi thầy chỉ có một câu, tức là ông giảng cả ngày cả đêm cả tháng cả năm mà chỉ có một câu ông đúng thôi. Đó là đúng là khi bước đầu ông vô đạo đó đó, ông thành tựu nơi đâu đó, ông đúng cái chỗ đó thôi, ông đúng là ông đạt chỗ đó thôi. Còn hay dở gì là thấy nhiều vị giảng không có đúng, chỉ lấy ngôn ngữ trong kinh nói không à, đó. Cho nên mình sống phải biết đi vào cái thực tế, không mượn kinh là phương tiện, mà mình phải đi để thấu tỏ tột cùng ngay cái chỗ trong kinh. Tức là thấu tỏ tột cùng là mình phải được thọ ngay như kinh. À, được thọ ngay. Nhưng mà cho con hỏi, nếu bây giờ kinh bây giờ nó đã mất cái gốc nguyên thủy rồi thì làm sao chúng sanh coi để mà đúng, để mà hành cho đúng? Tại vì nếu hiểu không đúng thì hành nó sai. Cái thời hạ ngương này thì như Phật cũng có nói, tức là những cái duyên ngay hạ ngương này thì cũng nhờ cái chỗ mà làm phước thiện mới gặp được những cái chân duyên. Chân duyên là những người tu đạt đó đó, trợ giúp để nhanh thành tựu, chứ không phải là mượn kinh nữa. Mượn kinh khó thành, nhưng mà mượn nhân duyên để trợ giúp cho nhanh thành tựu mà thoát những cái sự gọi là khổ nạn. Mà cũng phải muốn trợ, tức là thân còn mê chấp thì phải thọ qua ái ố, tức là bát nhã đó. Cái bát nhã này là cái bước đầu khởi sự, kim cang bát nhã là cái thứ nhì để vô được chân thiên. Kim cang bát nhã là cái khảo thật trần, vô chân thiên phải là thật đạo mới thấy được sự từ bi khi mà được khảo đến đó. Dạ thầy, cho con hỏi, cũng như thời mạt pháp này được hiểu có phải là pháp đã mạt không, để còn pháp môn nào để mà tu cái thời mạt pháp này? Nếu mà gọi là thời mạt pháp, vì cái thời này nó vào trong cái chỗ chuyển biến lớn, cái chỗ mà cho mọi người ai cũng được đều hưởng phước, nó không còn cái sự tu hành như xưa, không cầu tha thiết như trước, cho nên gọi là mạt pháp, chứ không phải là pháp mà nó tàn như ý nghĩ người trước. Tức là bây giờ có kinh sách sẵn, có lối sẵn mà ít người tu, vì thời này là phước ai nấy hưởng đầy đủ, cho nên hưởng phước cho mãn chứ không có lo tu. Nhưng mà có sẵn tiền đau một cái thì chỉ bất sĩ chứ không có tự tịnh tâm mà lắng dịu để thanh lọc. Cho nên cái mình mượn pháp tu để trợ giúp cho thân mình lúc nào cũng được cái trí, được cái lực để mà sao định minh, định thấy được cái rõ thân này không của mình. Mình phải không khổ vì cái khổ đói, không khổ vì cái chỗ mà có không. Nhưng mà cái khổ đói này là cái lập thể, cái tập tánh để mà đi vào cái không dụng mà không đau khổ. Không phải lo cái thân này chết, không lo thân này bệnh, mà lại thoát bệnh. Như Phật, tức là Phật nói cái chỗ mà Phật nhập 7-7-49 ngày đó, là chỉ còn bộ xương và da. Mà nhờ đó Phật mới thấy được trời, nhờ đó Phật mới thông được lực, nhờ đó Phật mới gọi là coi như có, gọi là ánh sáng, gọi là chiếu Như Lai. Cho nên Phật biết trình độ của đệ tử mới tập vô, chưa phải là đại đệ tử thì không thể vô trong phần đó được. Cho nên Phật nói là lối đó sai, cái lối mà nhìn đói của Phật sai. Nhưng mà Phật nói vậy tùy theo trình độ đệ tử, đừng chấp đúng sai thì vô đúng đạo đó. Phật, con cảm ơn những lời chia sẻ, những tâm pháp hôm nay của thầy. Vì mọi thứ trong Phật Pháp không phải là nó trực diện. Phật Pháp không phải đi thực tế trực diện, nhưng mà thường Phật bắn mũi tên trúng hai đích.
Một mũi tên bắn hai đích cho nên Phật độ, tức là độ tất cả một lúc, mở minh cho tất cả cùng một lúc, không phải một độ một cái nhân duyên, một cái thân đâu. Thấy không? Bây giờ ví dụ như là cô đam mê một sự gì đó bất tịnh còn khổ đó, mà Phật không chửi cô đâu. Phật mượn ông đệ tử mà thiệt tịnh đó đó, mà ông đệ tử này cũng mới tu đó, nhưng mà ông biết ông này tịnh rồi, ông chửi lấy cái mà cái mê của cô này, chửi ông này, mà ông này ông đâu có làm gì đâu, ông mê mà bị chửi đó. Dạ. Phật chửi ông này nhưng mà cô kia thấy ủa sao ông chửi không giống mình vậy, phải không? Dạ. Thôi chứ là cái đó sai rồi, sửa. Là ông bắn mũi tên trúng hai đích cùng cái ông đệ tử á, thì ông tịnh rồi á, thì ông đâu còn chấp nữa, ông cái hiểu rồi, minh tịnh là minh, cho nên ông hiểu là ông ngộ được, cũng như Ha Ca Diếp mà thấy Phật đưa cái bông là biết là Phật hiểu ông. Dạ, cái chỗ Phật đưa cái bông này nè, cũng nhiều vị giải cho con rồi, nhưng mà bữa nay cũng đủ nhân duyên vậy, nhờ sư giải cái chỗ này. Cái này á là hồi xưa đến giờ là cũng thấy á, mấy vị cũng chưa giảng ra chỗ này, vì những bông hoa này là những người được chứng đắc và gọi là được thọ quả. Được thọ quả khi mà Phật giao cho một cái gọi là coi như là cái lệnh á, hoặc là truyền. Hồi xưa cái là mặt truyền đó, truyền tâm đó. Mà truyền tâm là chỉ có người đó mới biết. Ví dụ truyền lửa tâm đi, bây giờ muốn truyền qua bên này mà có thông mới phóng tâm qua được, chứ không thông như cái cửa đóng than cài sao mà phóng qua. Tức là bây giờ phóng á, như mấy vị bây giờ là đưa tay trợ giúp như mới thông, phải không? Nhưng mà Phật chỉ phóng gọi là quán tự tại, mà như Quan Âm gì đó, phóng cái tâm qua là bên kia nhận được lửa rồi, bên kia thấy nóng ấm mát rồi, vừa nóng vừa mát rồi đó, Phật đưa cái bông qua là bên đó biết gục. Tức là cái bông đó bao nhiêu cánh, tức là sen là đài, đó là sen là đài mà là pháp, mà là được chuyển cái sự thanh tịnh an lạc, mà đã chuyển ra tất cả các pháp của tám phương, tám hướng, tức là coi như là kể cả bốn cửa thầm đi ra đó, các pháp đều được thọ, là được che chắn, được kim cang, được bảo hộ. Nó chỗ này nó vi diệu quá, con không xâm nhập vô được cái chỗ bông sen này. Đúng là cái chỗ này nó hơi khó. Cái bông sen là tượng trưng cái sự từ bi mà thân đó thường thọ khổ, đã trải qua, thân đó đã trải qua cái sự khổ của thế gian vì tình thương mà quên thân mình. Tượng trưng cho hoa sen, tượng trưng như Bồ Tát vậy đó, đại diện làm Bồ Tát tại cái thế trần. Vậy là phải tu như hoa sen trong bùn mà không dính bùn, rồi một ngày đến lúc chỗ bông thì cái đài đó. Sen tượng trưng cho hữu trần này, những cánh sen mà dựng lên á là vạn ức Phật thiên giới, còn những cái sen mà nó tè xuống đó tượng trưng cho Phật đọa thế gian. Tức là mấy ông Phật ổng nguyện xuống thế gian á, xuống bị xóa trí hết cái ổng làm người lại á, là vô cái tập quán gia đình, cái cảnh sống mới dẫn dần dần về đam mê. Thành ra bây giờ đam mê thấy trần là coi như là quay lại khó, ổng cũng biết á sai đó nhưng mà quay không được, chưa có sự trợ giúp để quay lại. Cho nên nhờ những các cái duyên đã được tịnh độ, đã được có can lực, tức là ngày đêm hồi hướng tâm để các thân đó được gọi là mãn sự. Thời Hạ Ngương là thời bồng mốt những gọi là bên Phật kêu là linh tử, mà bên trời đất là các con, là các những người con của bên trời kêu thượng đế vậy đó, ông thượng đế thì còn mê thế gian, cho nên là tại thế gian này nếu mà cái sự từ bi ban rãi tình thương đi cứu độ
Nhưng mà cứu độ không phải là mình bố thí cái này là cứu độ đâu, mà cái này là mượn phương tiện trợ thôi. Yeah. Mình dụng tâm, mình niệm, chuyển cho cái thân hồi hướng huyết cho thân đó phải tu được. Đúng không? Rồi cái thân đó hồi hướng chuyển lại tức là độ. Cũng như hồi trước, mấy cái vị mà tu thiền cao á, là lập một cái bữa cúng, cúng đàn. Trai tăng đó. Trai tăng là ổng độ tăng. Yeah. Độ tăng tức là khi đó ổng tịnh vào, ổng quán tịnh vào các cái thức ăn, các cái bài kinh ổng đưa ra là ổng độ rồi. À, ổng tịnh ổng độ rồi. Còn mà khi mà ổng lập độ cho chúng, tức là thường những người mà người dân thường chưa tu á, tức là ổng phát trong cái chỗ mà bánh kẹo rồi đó. À, ổng tịnh ổng quán, vì mấy ổng là không cần quán nhiều vì có sẵn, ổng chỉ cần vút cái mồ hôi ổng qua là coi như là rồi xong đó. Ổng thở vô cái á, là coi như mình ăn cái mồ hôi ổng trong đó rồi đó, tức là ổng độ tại nơi tâm mình luôn. Mà nhiều người ăn cái bánh nó vô nóng nảy, nhiều người ăn vô á là thấy nó ngứa, nhiều người ăn vô thấy nó nhức đó, cái tâm mụ vô nó đốt thúc. Người nào ngứa là đã được thông, người nào mà nhức thì còn bế, tức là cái trượt ốm còn nằm, gọi là kêu nghiệp á, nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp chưa thông, nó nhức nó sưng. À, mà khi mà nó sưng dò tức là người đó kiếp trước cửa thiên, ở thiên xuống vô cửa trời, không cần tu Phật, tu thiên là thành, đó là chỗ càng. Những người nào chỗ càng sưng là như ở thế gian gọi kêu là bệnh thận đó, bệnh phù thận đó, nhưng mà cái đó là không phải đâu. Cái đó nó chỗ phòng sưng lên á, mà mình tịnh mình niệm thì nó chỗ ngay chỗ đây này, nó chỗ ngay chỗ mà cái thông này này, để mà nó thoát độc, nó thông rồi mới lấy gió vào làm mát cơ thể, mới lên được trời.